Bà ngoại đã đi ra đám cưới. Hôm nay đi đám cưới bên Lì Lê Hoàng, bác Két với Lệ Thi đi xe kia má. Đó, còn xe này là có Lê Hoàng. Lê Hoàng mặc áo màu cam ở trong. Rồi bà Tám lên xe. Được xong chưa? Đóng cửa nha. Con chào mẹ, con đi ăn đám cưới đây. Đám cưới của bé Lê. Má khỏe không? Khỏe. Khỏe hả? Ừ. Trời ơi, mặc đồ đẹp với ta. Áo kim tím đồ. Áo mấy chục năm. Vậy hả? Má 62 em ly đó mua này bây giờ. Vậy hả? 85 mà. Ghê vậy hả? 62 tuổi là má có cái bộ đồ này. Bây giờ 85 tuổi rồi má vẫn còn mặc. Trời, sao má giữ hay vậy? Mà. Mặt cái là cất. Cất sau này khi nào đi đâu lâu lắm mặt lại. Trời đất. Đâu có giục. Sao má kêu con giục đồ quá trời, má không giục má. Đồ con nhiều quá giục má, có một cái giục cái lấy chi mặt. Kỳ, má xúi con giục đồ mà má giữ miết gì. Má đưa cái bèo này cũng xích cho má. Vậy má làm kỷ niệm chứ. Con có con gái mua mà. Con đồ con không mua, con muốn kỷ niệm gì. Anh là kỷ niệm chắc mua cái nhà lầu 8 tầng đi. Rồi anh kỷ niệm anh để. Má ngủ được không? Ơi ngủ được. Ừ. Hôm nay ngủ 9 giờ, 12 giờ. Xong rồi 12 giờ đi toilet vô ngủ đến 3 giờ là hết 6 tiếng rồi. Ừ. Con ngủ gì nữa. Lúc đó là nằm hoài tới sáng luôn. Trời ơi. Giờ 3 giờ là giờ người ta ngủ ngon á. Ừ. Chẳng lẽ giờ không có được. Nhưng mà chẳng lẽ giờ má ngủ từ 9 giờ má đòi ngủ tới 7 giờ sáng, 6 giờ sáng cũng đâu được. Ngủ dữ vậy. Đâu có ai mà ngủ từ 9 giờ tối mà ngủ tới 6 giờ sáng đâu. Ừ. Tới mà... nửa đêm thì dậy thôi. Con nít thì được. Chứ giờ người lớn tuổi đâu có ai mà ngủ. Đúng rồi. Dậy đâu. Đã tới nhà hàng rồi đây. Má. Dịnh cho má. Được má. Được. Ừ, dạ. Có người nhậu với ngoại rồi đó. Vừa đúng lúc luôn. Con có GPS nó, cô tới là con phải tới liền. Con chắc rồi. Đây, welcome. Thank you.
lại cái tên và cái tên ký tên vô chứ bà ngoại. Bỏ vô đây nó sẽ thành một bức tranh. Thôi quậy đi. Đám cưới, đám cưới. Đám cưới, sướng quá hả? Làm cô dâu hay sao vậy? Không dám đâu. Quanh đẹp chứ. Hai giờ mình đó. Đi hồi làm cái gì đó chỉ hồi. Buông sợ. Mới vào đi chương trình của quý vị thì xin tặng cô bác. Đây là quà của chừng nào đến thi chấp ti. Khi nào chị thi cưới em thì để em cưới. Thi, ngỏ lời đi. Nó nói cho chị nào chị Thi cưới em thì em. Ok, mình đặt liệt đi. Ok, quỳ xuống rồi Thi. Đó, cái gì thôi, cái này là bỏ chìa khóa cũng là cưới cưới bia. Ladies and gentlemen, welcome to Hoa Nguyen and Li Nguyen Wedding Video Reception. My name is Oscar Nguyen, and we're honored to be MC tonight. On behalf of both họ, lời chào trân trọng nhất, kính chúc ông bà, cô bác, quan viên hai họ và đặc biệt là cô dâu và chú rể lúc nào cũng đẹp như hoa hồng, thành công như hoa cúc, hạnh phúc như hoa mai, phát tài như hoa pháo, độc đáo như hoa lan, an khang như huệ và trí tuệ như hoa sen. Tình yêu là gì quý vị? Làm gia đình như được tình yêu có nghĩa gì đâu một buổi chiều nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ gió hiu hiu. Đó là bài thơ của Xuân Diệu mấy chục năm về trước rồi. 2024 bài thơ nó như thế này: làm gia đình như được tình yêu có nghĩa gì đâu một buổi chiều thấy anh áp nick trên Facebook chat qua chat lại thế là yêu, đúng không quý vị? Thời như tình yêu thời năm chấm là như vậy, nhưng mà thường mình có tiến bộ đó, phải kết thúc phải là happy ending, là phải là một tiệc cưới.
Đó là lý do tại sao có mặt tất cả bạn bè, quan viên họ tới đây làm chứng cho Tân Lan và Tân Thiên Nhân. Nhưng mà sông có cồi, nước có nguồn, tứ thân phụ mẫu là những người quan trọng nhất từ cưới hôm nay. Nước sông nọ có nguồn mới chảy, hạt thóc kia có cấy mới lên, phàm phu sẽ đến thánh hiền, nếu không cha mẹ không nên thân này. Cây có cội mới nảy mầm xanh lá, nước có nguồn mới tùa khắp rạch sông. Làm người phải có tổ tông, tổ tông không có như sông không nguồn. Bài thơ về cha mẹ, đó là tầm quan trọng đó là. Với tâm tình đó thì một tràng pháo tay thật lớn, thật đặc biệt cho bố mẹ của chú Sể là những vị chủ hôn gia đình này. Ông bà Nguyễn Văn Đức và bà Trần Mỹ Hoàng, đi cuối xin rồi gia đương for the parent of the room, Trinh Nguyên and Hoàng Trang. Một tràng pháo tay cho bố mẹ của cô dâu, ông Nghị Nguyên và bà Cư Phạm. Đó, nhìn được người dạng nhờ khuôn mặt của mẹ của nhau, quý thấy không? Đó, hạnh phúc lắm. Vâng. Rồi, we have several primary couple, primary best man, the first couple. Lee puts him together for Mickey and Minnie. Lee puts him together for Hongboy and Huy Boy. Last but not least, we will put him together for Andy and Charlotte. Let's go! Alright, cái gì phút chúng ta chờ đợi đã đến, cặp đôi đẹp nhất đến nay. Quý vị trên bàn có gì mắc nôi được thì làm càng lớn càng tốt. Còn hơn quý vị có turn on your flashlight. Anything on your table, mắc nôi the louder the better. Or you can turn on your flashlight, okay. Lee put it together for the newlywed couple, Khoa Nguyên, Lý Nguyên. Một chàng hay thật lớn thật đẹp cho cô dâu Lý Nguyên và chị Khoa Nguyên. Vì sân khấu không có đủ chỗ cho relative của hai bên nên khi chúng tôi gọi tên quý vị, đọc tên quý vị chỉ cần đứng lên thôi để camera thu được hình quý vị. Bên gia đình chú rể gặp có ông Mười và bà Mười. Ông Mười, Lý Tấn Lộc và bà Lâm Tú Yên. Xin mời ông bà đứng lên. Dạ, ông bà đứng tại chỗ thôi. Có dì Trần Mỹ Hạnh. Xin mời dì. Đây. Và kia đến dì với chú rể, dì Loan Võ. Cậu Lê Thái Sơn và mợ Minh Nguyệt. Và ngoài đó còn các bạn bè from Orange County, Los Angeles và North Carolina. Một tràng pháo tay thật lớn, thật đặc biệt cho dân nhà trai quý vị ơi. Yes. Và dân nhà gái. Anh hai cô dâu, gia đình anh Nguyên, chị Ân, hai cháu from Yuma, Arizona. Anh ruột của mẹ bác cô dâu, gia đình Bắc Ninh. Các anh chị, cousin và các cháu, gia đình Bắc Ninh. Gia đình Bắc Nam và các anh chị, cousin. Gia đình, the family. Anh Nga Đỉnh. Anh chị của cô dâu là anh Đỉnh và chị Nga, hai cháu from Seattle. Còn gì kia? Mẹ ruột của cô dâu, di ruột của cô dâu là gia đình chị Vui và các em. Cơ sinh của mẹ bác cô dâu Vinh Bắc Quyền và các anh chị. Gia đình Bắc Đạt và các anh chị cơ sinh. Chú Hàn. Chú Thiện, cô chú Thiện Hương. Chú em được của bố là chú cô dâu, gia đình chú Tùng, Thím Hà và các em from Seattle. Chú Tùng. Cousin của bố, gia đình cô Phúc và chú Kiệt. Và cái người bạn, người của gia đình từ cô Trinh, cô Nghê from Oklahoma. Cô Lạc from Michigan và Hương from Chicago. Và tất cả bạn bè from từ phương xa, from Oklahoma, Yuma, Arizona, Seattle, Atlanta, Texas. Một trang hóa thật lớn đặc biệt cho bên nhà gái quý vị ơi.
Và bây giờ một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa cho tất cả quý vị khách hôm nay. Vì nếu không có quý vị là thì cứ không được đông đủ như thế này. Một tràng pháo tay thật lớn, thật đặc biệt quý vị ơi. Thank you very much. Cảm ơn rất nhiều. Và con xin mời bác Quyền, đại diện của hai họ lên có đôi lời cảm ơn quý vị khách. Xin mời bác Quyền. Kính thưa ông bà, cha bác, họ hàng hai bên cùng toàn thể quý khách. Trước hết, hai gia đình chúng tôi xin gửi đến quý khách lời chào trân trọng và nồng ấm nhất. Kính thưa toàn thể quý khách, hôm nay là ngày trọng đại nhất của hai gia đình chúng tôi và cũng là ngày đáng ghi nhớ nhất của hai cháu Khoa và Ly. Vào lúc 2 giờ trưa nay tại thánh đường Đức Mẹ La Vang, hai cháu trước bàn thờ Thiên Chúa với sự chứng kiến của linh mục chủ tế, sự hiện diện của cha mẹ, họ hàng hai bên cùng sự tham dự của bạn bè và cộng đoàn Thiên Chúa, hai cháu Khoa và Ly của chúng ta đã ký kết giao ước hôn nhân nên vợ nên chồng, cùng nhau xây dựng một gia đình mới. Vì vậy, để mừng vui cho ngày trọng đại này, hai gia đình chúng tôi có tổ chức bữa tiệc cưới tại nơi đây với sự góp mặt chung vui đông đủ của toàn thể quý khách. Sự hiện diện này là niềm vinh dự to lớn cho hai gia đình chúng tôi. Chúng tôi rất lòng cảm kích và xin gửi đến toàn thể quý khách lời cảm ơn chân thành sâu sắc và cũng xin gửi lời chúc nhiều sức khỏe, nhiều bình an đến với mọi người. Trong khi thực hiện những nghi thức lễ cưới từ sáng đến bây giờ cũng như tại bữa tiệc này, nếu có điều gì sơ suất, hai gia đình chúng tôi mong nhận được sự cảm thông từ mọi người. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và chúc toàn thể quý khách một bữa tiệc ngon miệng. Trân trọng kính chào. Cảm ơn bác Quyền và vì gia đình vừa theo truyền thống nghi thức Công giáo. Bây giờ con xin mời bác Ninh đại diện cho gia đình lên dâng lời cầu nguyện trước khi chúng ta nhập tiệc. Kính chào quan viên hai họ, tôi là bác của cô dâu. Theo nghi thức Công giáo thì trước khi chúng ta nhập tiệc thì chúng tôi xin được phép dâng lời nguyện để tạ ơn Thiên Chúa. Xin tất cả mọi người chú ý để chúng ta cùng cầu nguyện trước khi ăn. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa vì biết bao nhiêu những hồng ân Chúa đã ban cho đại gia đình của hai họ chúng con. Hôm nay trước khi bữa ăn này, chúng con xin Chúa chúc lành cho của ăn của chúng con sắp sửa dùng, và xin Chúa chúc lành cho chúng con được khỏe mạnh về thể xác cũng như về tâm hồn. Và giờ đây trong ngày trọng đại này, chúng con cũng kỷ niệm ngày lễ của tiệc cưới Cana. Chúng con cũng mời Chúa Giêsu, mời Đức Mẹ Maria, mời các tông đồ của Chúa cùng hiện diện với đại tiệc của đại gia đình hai chúng con, và xin Chúa chúc lành cho hai gia đình của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ danh Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Lạy Thiên Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xin cảm ơn quý vị và chúc quý vị một buổi tối thật vui và một bữa ăn ngon miệng. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn bác sĩ nhiều. Cô bác. Cảm ơn bác. Xin quý vị hướng mắt về sân khấu nhìn tân lang và tân nhân tay trong tay lót đồ rủ sân ban để bắt chúng ta bắt đầu nhập tiệc. Anh sẽ là dòng sông để em là biển rộng, anh sẽ là gió lộng để em là mây bay,
anh sẽ là nắng mai, để em là hoa cỏ. Anh sẽ là lối nhỏ, để em bước vào đời. Thường là MC là người phải hát đầu tiên, đấy là hát lót cho quý vị để thử âm thanh. Do đó em sẽ người xuống vòng thì xin mời quý vị những thứ nhạc phẩm Chờ Đông của nhạc sĩ Ngân Giang. Em ơi có phải ngoài trời đang mưa? Em ơi có phải trời đã sáng đâu? Từ đây những đêm trắng thanh đầy, mình không lẻ loi, không u sầu, nguyện cầu ta mãi bên nhau. Ô sáng hôm nay trên quê hương tôi, quê hương xinh xinh, quê hương hữu tình. Em ơi, chuyện chung mề em tính xong chưa? Aloha, aloha. Happy ngày wedding của hai em nha. Em thì chúc hai em, Khoa, cả Ly là những ca viên, những thành viên trong ca đoàn Gloria của nhà thờ La Vang luôn luôn hạnh phúc trong cuộc sống mỗi một ngày luôn, tràn đầy ơn Chúa và luôn luôn hạnh phúc bên nhau. Bây giờ anh đi xin xin, nãy giờ uống nhiều quá, giọng hằng hàng ca viên, nhưng mà tối nay được sổ chuồng, cho nên khi mà hát đó là được nhảy nhót lung tung chứ không phải là đứng trong ca đoàn, mà hát là đứng nghiêm trang trong thánh lễ. Cho nên anh đi xin được kính chúc tất cả quý vị trong buổi tối hôm nay có một buổi tối thật là vui, trong ngày vui của Khoa và Ly, và xin được mời quý vị cùng nghe nhạc phẩm Một Đêm Say. Khi đêm vui em còn đau mộng, em muốn nói em yêu anh, lại gần hôn anh đi. Khi đôi môi không còn trên đầu, là vì ngọt đôi môi. Oh yeah. One, two, three. Sung sướng quá, có cô dâu người đẹp nhất đêm nay, có bé Phúc cũng người đẹp nhất đêm nay, đúng chưa? Khi đôi môi em còn đỏ mộng, em muốn nói em yêu anh, lại gần hôn anh, anh sẽ để em mặt trời, lại gần hôn lắm chi quá ly ơi, bao nhiêu yêu thương trên đời. Xin hai em nhớ vì mà trên đôi môi. Thank you. Cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn Andy. Tưởng Andy hát hai bài, ok, lát mời Andy trở lại. Một người ca sĩ mà Oscar đã từng gặp gần 30 năm về trước khi còn ở Sài Gòn. Mỗi đêm cô thường hát ở club cà phê Paloma. Mấy chục năm sau gặp lại, vẫn đẹp như ngày nào, không một chút già đi. Mà bây giờ càng ngày càng nổi tiếng khắp Bonsa. Ai cũng biết tới bà Tám Bonsa. Một tràng hoa tay thật lớn đặc biệt cho nữ ca sĩ Cam Thơ. Không biết bao nhiêu năm mà mình gặp lại không bao giờ thấy già một chút xíu nào. Cam Thơ có bí quyết gì vậy Cam Thơ? Cảm ơn Oscar rất là nhiều.
Cẩm Thơ xin trân trọng kính chào tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn có mặt trong buổi tối hôm nay ạ. Bây giờ cô dâu chú rể muốn Cẩm Thơ hát nhạc gì? Nhạc hát hả? Thôi bây giờ ngày đám cưới mình hát bài cho nó đúng đúng ý nghĩa chút đi, bài yêu anh dài lâu. Rồi và bây giờ là bài hát của nhạc sĩ Đức Huy, bài hát được mang tên Yêu Anh Dài Lâu, và cũng hy vọng là bé Ly sẽ yêu Khoa lâu dài giống như trong bài hát này. Cùng Tân Lan và Tân Nhân Nhân sẽ đến từng bàn để cảm ơn quý vị đã bỏ thời gian quý báu chung vui với gia đình, trong thời gian
quý vị, tại cái list ca sĩ của em rất là dài, quý vị đừng có giữ cô dâu chú rể bàn mình lâu quá nha. Tại càng cho bạn sớm chừng nào chúng ta có thời gian chơi vui và gửi cho quý vị nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Mình trở lại chương trình ca nhạc. Xin mời tiếng hát của Titi cô nương. Xin mời Titi. Hồi nãy giờ ca sĩ hát là Titi đi chạy lên chạy xuống kiếm cái mic thứ hai để hát bè. Bây giờ mời Titi lên hát chính. Thương chúc Billy với lại Khoa nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời. Và đến với chương trình xin gửi đến nhạc phẩm được mang tên Thiên Đường Ái Ân. Xin mời quý vị đón nhận tay đi. Dạ, để tiếp tục xin gửi đến nhạc phẩm được mang tên Vết Son Trần Áo. Anh muốn đi mua một bao thuốc lá thơm. Hơi
xin mời tiếng hát của anh Quý Nhơn. Xin anh Quý Nhơn. Một người mãi đi tìm nơi chân mây cuối trời. Lần này người ấy muốn yêu, yêu dài lâu mãi mãi. Lần này người ấy sẽ yêu, yêu một người mà thôi. Một tình yêu chẳng còn tim, một tình yêu. Một ngày mai với niềm tin mới, một ngày mai khi hoa trong năm tươi. Dù rằng đường đời nhiều khi chán chưa, đừng để nỗi buồn theo dấu ai. Hy vọng tan biến nhiều. Và bây giờ xin mời tiếng hát của Hồng Phúc. Hôm nay là ngày vui của Tết Ly với lại Khoa, chị cũng xin chúc cho Ly với Khoa được 100 năm hạnh phúc. Và xin gửi đến mọi người nhạc phẩm Lời Tỏ Tình Dễ Thương. Thank you. Cảm ơn nhiều. Bây giờ xin mời tiếng hát của anh Tài. Không biết là bên gia đình chị Lan đã đi chưa? Anh Tài. Rồi xin mời nguyên gia đình của chị Lan và gia đình của cô dâu, các chị cô dâu với nhạc phẩm Lời Tỏ Tình Dễ Thương 1, đúng không? Rồi, anh hát 2 rồi. Và nhạc phẩm Rồi Tới Luôn. Chị rất nhiều, anh em mình là một gia đình chưa hết mình cho người ta hết hồn chưa. Chị xin mời tiếng hát của bé Hải. Bé Hải ơi, con lên đây. Microphone check 1, 2. Vâng, và xin cảm ơn quý khách đã đến tham gia dự đám cưới của cô dâu của chú rể.
đó là Khoa và Ly. Và chị, xin chúc mừng hai em nha, trăm năm hạnh phúc. Sau đây xin tặng cho em hai em một nhạc phẩm rất là quen thuộc của Eric Clapton, Wonderful Tonight. She's wondering what clothes to wear. And then she asked me, do I look alright? And I said, yes, you look wonderful tonight. And I said, yes, I feel wonderful tonight. Quý vị hãy chia mừng chú rể chú xiếp Ly ơi. Rồi, hai em
tay trong tay dìu nhau đến chiếc bánh, tặng các chiếc bánh đầu tiên trong cuộc đời. Hy vọng là sự ngọt ngào của bánh gato cũng lên nên tình yêu ngọt ngào của Tân Lan và Tân Sơn Nhân. Một miếng nhỏ này. Quý vị ơi, rất rụt ra ly dùm em nha quý vị nha. Thế là tình yêu ngọt ngào đi với của em đi suốt cuộc đời. Ok, rồi hai em đúc nhau, em đúc em cả cái nhĩa nó kìa một ly. Alright, chưa từ từ em cái đó, từ từ tới liền. Quý vị ơi, Rossman ra ly dùm em nha quý vị nha. Ok, ngày sáng đó, shoot everywhere. Bên đó là camera, ok? Em thương người nào, em cứ xuống như người đó đi, đừng thương MC được rồi. Ok, rồi. You just turn, pop it up. One, yes, alright, rồi. Em rót ít ra đi, hai cái ly, ít thôi. Rồi quý vị, em rót rượu ra đi giùm em nha quý vị nha. Please put a champagne to your glass, I'm going to cheer after this. Rồi, hai em vòng tay nhau, nhấp ly rượu giao bôi. Ok. 1, 2, 3, cheers! Mình người Việt Nam sẽ tiếp tiền cái quý vị. 1, 2, 3, yo! Một lần nữa quý vị cho lớn như xưa. 1, 2, 3, yo! Yes, right. Chúc cho Tân Lan và Tân Gia Nhân 100 năm tình viên mạng, bạc đầu nghĩa phu thê. Rồi được thật cơn hai đứa, hai em để đi xuống đó đi. Hồi nào giờ hai người hôn nhau chưa ai thấy. Bây giờ được chứng kiến quan viên hai họ, hai em sẽ cùng nhau được phép, bố mẹ cho phép hai em hôn nhau. Fan kiss. Hôn làm sao mà dưới tất cả quan viên hay họ mà bạn bè nói chưa đủ, em hôn tới sáng. Làm sao định nghĩa được nụ hôn? Có nghĩa gì đâu, dạ bồn chồn. Hai em cùng nhau đứng xích lại, dùng răng trắng lưỡi thế là hôn. Rồi đây đi chưa? Em hôn sao mà dưới tất cả bà con bạn bè nói chưa đủ, em hôn tới sáng luôn à. 1, 2, 3, go! Đủ chưa quý vị? Đủ chưa? Thấy không? Đi bên kia nó chưa đủ, ta chưa thấy nó kìa. Làm lại. Mình xé nháp nha, làm lại nha. Ok. 1, 2, 3, go! Thank you. Rồi, bây giờ tha cho hai em nó đi. Để nhà sẽ liên kết. Hai em trở lại đi, lắng em sẽ mời tiền lên first dance. Thank you.
Trời ơi bể nha. Nhưng mà có tượng là bể. Liên lạc của bà Tám Cam Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Cam Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.